tại sao người ta lại nói trà ngon để qua đêm không nên uống hả anh? Thì trà ngon để qua đêm sẽ bị thiêu thành độc tố, càng để lâu độc tố và vi khuẩn càng nhiều. Vậy có nghĩa là cái gì cũ thì cũng không nên luyến tiếc mà phải đổ đi, bỏ vào thùng rác ngay nhở? Ừ, luyến tiếc làm gì để rồi sinh bệnh vào người. Mà sao anh biết? Thì đọc sách, rảnh rỗi em cũng nên đọc thêm vài cuốn sách đi. Thế con nhỏ luồn luồn có nốt ruồi ở mép ngày xưa anh thích, xong bây giờ suốt ngày vào Facebook anh thả tim, thả like, sợ anh còn chưa chẳng đi. Hâm à, ngoài em ra anh có thích con nhỏ nào đâu. Nói thì rõ hay, anh thích thì em nói lại cho anh nhớ. Cách đây 2 năm, ngày 4 tháng 5 vào lúc 8 giờ tối, nhỏ đó nhắn tin cho anh rủ đi sinh nhật. Anh tuy từ chối nhưng cũng đã tiện tay để vào đó một cái icon với trái tim bay phức phơ. Năm ngoái ngày 7 tháng 8, con nhỏ đó comment trên Facebook khen anh đẹp trai. Anh đã nhiệt tình like và khen lại con nhỏ đó cụm từ: dạo này em cũng dễ thương mà, chấm than, chấm than, chấm than. Uầy, anh không ngờ bộ não của em có dung lượng lớn đến vậy. Anh tưởng chỉ tầm 2GB thôi chứ. Đừng đánh trống làng, nói mau, tại sao không chặn nó? Thì tại nhỏ đó có làm gì quá đáng đâu, giờ anh chặn cứ thấy kỳ kỳ sao ấy. Đàn ông được cô này lại muốn dớt thêm cô nữa. Hâm mà, thế thôi anh chặn nhá. Khỏi đi, đây thích tự nguyện, còn được em như thế thì không cần nữa. Đâu, anh tự nguyện mà. Thôi đây, anh chặn rồi đây này. Ồ, đấy là anh tự chặn nha. Em hỏng có biết gì nha, hỏng liên quan gì nha. Sau đừng có mà đổ thừa cho đây nha.